trước em là một cái eo kia đó, đó bên đó một eo, rồi quay qua đây qua cái góc này một eo đó. Nói chung là có 3 điểm câu trong góc này một eo nữa đó. Thì hồi nãy em vô góc này thì có nghe em nó ngồi góc đó rồi, góc này đó, ngồi ngay góc này thì có nghe em nó ngồi đó rồi, thì em ngồi giữa này. Hôm nay em đánh thử đây đó, thì ngày mai em thử đánh cái eo kia coi, tại vì nói chung là thường thường cá nó hay nằm trong cái ba cái eo đó, với lại cái eo bên này. Mai em vô em sẽ đánh cái eo bên này hoặc là eo bên này đánh thử coi. Nhưng mà cái eo này thì mình sẽ không ngồi ghế được, nước nó đang còn ngập cao hơn này, mình đánh cái bờ nó sẽ cao, nó cao á, mình sẽ không ngồi ghế được. Thì để mai em vô thiết kế thử coi, nếu mà ngồi được thì em sẽ đánh. Bây giờ thì hôm nay em đánh đây. Dịch có phát là im rồi. Cá rồi. Có. Không biết cá gì. Chép. Bảo cá nha. Hả? Bảo cá chép. Anh xe à? Anh xe. Cái nằm dưới rồi. Ờ. Nằm dưới nằm trên. Móc để câu rồi. Nằm dưới rồi. Đắp rồi. Đắp. Chắc to. Thấy, mọi người thấy hôm nay em đánh là lăn xe đúng thành công rồi nhá. Bên này nó kéo chạy sang đấy á. Ám mà. Chết với anh rồi. Họ chết với tao rồi, chạy đường nào. Dính chắc cây rồi.
cứng, vẫn cứng. Hình như nó ra rồi sao á, hình như nó ra rồi. Không thấy quẫy. Ui còn. Từ bẻ mấy cây đó. Con này to két nữa, bức ghê trời. Hả? Ê, điền ghê thì chứ. Ê, nó chạy va vào bên này chứ không che nó rồi. Trời ơi, tới rồi, cá mè rồi, nữa rồi. Con báo cá cho anh Điệp nhá. Đây, mè tiếp. Vô em ạ. Vô. Đấy. Cơ hội vẫn còn. Còn cục cái thay. Đó. Cá mè. Vẫn còn cá và vẫn còn chơi. Đủ chứng tỏ cái chỗ này cá mè nhiều đấy. Ra chưa bà? Chừng móc lưỡi câu vào tay á. Bắt ra đã rồi, rỡ sau. Nó chừng nó nhảy ra giờ. Quay không? Đây. Quay dữ. Đấy, báo cá cho Điệp nữa nhá. Lấy bợt cái đã. Cái câu qua nhờ. Kệ nó, cứ kéo vô đi. Nó mè. Ngoài nó ra, cái này nhỏ. Nhỏ cũng chết. Khóc à? Không, nó dính miệng. Nó chỉ ăn miệng thôi, dễ gì khóc được. Đấy. Khỏe nè. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội để thắng cuộc đời. Gì cái gì vậy? Gỡ mồm nó ra trước thôi. Cứ gỡ mồm nó ra trước. Rồi, mình gỡ cái này nè. Vẫn còn có chứ. Ít. Về hỏi có thằng nào ăn cá mè vào lấy. Vẫn còn cơ hội. Thôi. Rồi đi về bữa khác. Không ra được hả? Nó quấn mẹ vào cái nồi này. Chứ nó không quấn vào nữa đi. Gỡ cái này dây này ra được không?
Được chứ. Gỡ 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 cái dây ra. Mà nó ra. Chép nữa rồi. Chép nữa rồi. Phải. Chép chép chép. Bắp bắp. Chép phải chậm ta. Bắp hả? Bắp bắp. Sóc. Sóc hả? Mè sao ông ơi? Sóc sóc sóc. Cho anh qua bên đây luôn đi, cho anh qua bên đây luôn. Cái dây của em nó giữa nó qua cái không, cái dây của nó nằm bên dưới dây em. Còn yến kệ nó cho nó nở nở đi vô. Mè sao? Cha. Mày hay mày hay phải không? Kinh lắm. Mày mày vô đi con, vô đi con. Vẫn chưa chịu vô à? Báo cá tiếp nhá mẹ. Sóc ngang lưng. Đánh gì lắm lưỡi rồi hả? Hai lưỡi à? Ôi sắp tuột luôn. Còn có xíu xíu, nếu mà anh Tùng cần là tuột rồi. Ừ. À, mẹ. Này vô bài, vô bài, vô bài. Đứng đấy con. Sóc, đây lưng. Cảm ơn. To đấy chứ nhỏ gì. Nó ở ngoài xa nó chưa chạy ấy. Chép à. Quá chừng. Chép nét thôi. To đấy. Rồi, vô các bạn ơi. Chép này. Ấy, đó, báo cá chép nhá. Chép này cỡ 3 kg đấy. Được không? Ừ. Nó ăn miệng luôn. Miệng như con ánh sáng luôn. Đẹp chưa? Đẹp quá đẹp. Ăn miệng rồi ăn mình. Ăn đủ hết luôn. Đánh đăng xe thì móc tùm lum hết. Đây, đứng quay vào đi. Con này khỏe to đấy, vừa đâu rồi.
Vừa đâu vừa đâu. Đằng sau anh kìa. Đâu đâu. À đây đây. Đúng rồi. Nước sôi. Có keo rồi, có tùng rồi. Con gì đây? Cá hôm qua. Chấm đen hả? Mè 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 mè. Đưa. Thế con vướng cái nãy rồi, lấy được cái nãy rồi. À, con này. Ấy, ấy. Cái chuối tuột ra mất. Con này. Đấy, lụm xôi các bạn ơi. Mè nhá. Hên quá, lấy lại được cái kia. Hên cái này lấy được cái nãy luôn rồi. Nãy nó giật mất cái đấy luôn, giờ lấy lại được rồi. Sao mà nó lại vướng vô cái này được hay chứ ta? Mày số mày không thể nào. Số bắt. Không, số này con này là số chết rồi. Đó, các bạn thấy không? Ấy. Có chừng. Đó con này nè. Nhập xôi. Đó, báo cá cho anh Điệp nhá. Đó. Một em. Chào mọi người nha. Đây anh em mình câu đến tối rồi. Thôi giờ đi về. Thành quả hôm nay cũng được khá là đẹp. Đó. Mọi người thấy không? Giờ này còn 6 giờ 30 rồi. Này về chắc từ đây về trên nhà chắc khoảng nửa tiếng á. Rồi mình về cái rồi mình sẽ báo số cá cho mọi người coi. Hai anh em đi câu cũng này thành quả cũng có kết quả cũng được. Quả của mình đây. Mọi người thấy không? Đó. Đang đấy. Rồi.